bạn đây các bạn xem rồi, bên xem một đoạn. Kẹp kẹp không từng con một mà sao cả nấy con kẹp hạ một từng con một kẹp đấy nhá. Mạnh đánh phải nhớ bà bỏ mấy cái chạy ở đây, bỏ mấy cái chạy nó mới được có 7 phút thôi. Tiếp đi.
Rồi, rồi ngồi 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 vào nhỉ. Đây, này đầu lân này, làm hỏng bây giờ. Để vào. Để vào kia không thắc mắc gì nhanh lên. Nhanh lên để nhận xét này. Chống lên 1748 nó chứ. Cái đoạn đấy chỉ chống lên. Nào nào đội Đồng Huy ngồi vào, Đồng Huy ngồi vào. Đội Huy ngồi đây thầy bảo. Cả Mạnh nữa. Mấy anh kia đâu rồi? Đừng có làm đấy hỏng đất đấy. Ngồi trong nhăng nhá, thầy nhăng nhá. Đội hôm nay với tập với nhau lần đầu nên là cái thời gian này mình chưa đảm bảo. Chính mà đây là thầy đang quay thừa ra quay nhiều này. Mình chỉ được khoảng 9 phút thôi. Cái nhớ là chúng ta nãy là còn thiếu cái gì nữa nhở? Kẹp ngửa sau. Kẹp ngửa đúng không? Kẹp ngửa với lại các cái chạy, ví dụ như là trước khi mà chồm vào hai bên là phải chạy. Mạnh hiểu không? Rồi chạy xong rồi khi ngủ dậy kẹp, chạy xong rồi mới kẹp nhá. Lúc mà lân ngủ ấy là phải chạy cho nó chạy dài một lúc. Xong thì mới kẹp ngửa. Xong rồi cái lúc mà trước khi cháu chân cứ một cái combo nào đấy thì trước lúc đấy là có chạy. Nhớ chưa? Cái cháu chân cũng có chạy này. Cái lần rồi cái kẹp hông thì nãy là mình có chạy rồi nhưng mà kẹp hông từng con một kẹp nhá. Nhớ chưa nhỉ? Đấy, với lại cái mình mà đi